chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bật mí cuộc sống nữ hoàng bằng đĩa, người tình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Kim Tử Long giờ ra sao? Vào thập niên 1990, series Đĩa Mưa Bụi từng gây sốt trên thị trường và góp phần giúp không ít nghệ sĩ cải lương bước sang một giai đoạn mới và chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp. Thành công của Mưa Bụi cũng gắn liền với tên tuổi, chặng đường hoạt động nghệ thuật đáng nhớ của nghệ sĩ ưu tú Tài Linh. Không chỉ là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh còn được mệnh danh là nữ hoàng video, nữ hoàng băng đĩa. Mưa Bụi với việc sở hữu lượt sản phẩm băng đĩa lớn được công chúng khán giả đón nhận. Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em. Tài Linh chính là con gái cưng của chủ tiệm may Âu Phục Ngọc Châu lừng lẫy một thời. Trong giai đoạn kinh tế gia đình gặp khó khăn khi ba qua đời, Tài Linh từng phải theo chị gái đi làm nhân viên bán soát vé. Một dịp tình cờ cô đã có cơ hội gặp gỡ và được gặp nghệ sĩ Lan Chi, Thúy Lan dạy cho hát ca cổ. Sau này có điều kiện, Tài Linh xin theo học nghề từ nhạc sĩ Duy Khanh. Khi bước vào con đường chuyên nghiệp, Tài Linh được rất nhiều đoàn cải lương mời về làm đạo chính, đi lưu diễn thường xuyên và góp mặt liên tục trong các vở diễn lớn. Có một thời, Tài Linh được săn đón đến mức mỗi lần cô xuất hiện lại được đông đảo khán giả vây kính, xin chữ ký và hình ảnh được quảng bá rầm rộ trên đường phố. Ngoài thể hiện được đa dạng các vai diễn, Tài Linh còn là bạn diễn ăn ý, gắn bó lâu năm với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vẫn chọn cải lương để duy trì hoạt động nghệ thuật trong suốt nhiều năm nổi tiếng. Nhưng sau khi nhận được sự động viên của nhà sản xuất Hữu Minh, Tài Linh đã mạnh dạn thử sức thêm với thể loại nhạc trữ tình bolero. Ở những sản phẩm đầu tiên của Mưa Bụi, Tài Linh đang nhanh chóng trở thành một hiện tượng hát tuần nhạc, được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại đón nhận. Sau này, các băng đĩa nhạc của Tài Linh kết hợp với Đình Văn, Kim Tử Long liên tục gây được tiếng vang lớn. Sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của Tài Linh với tần nhạc giúp cô được mệnh danh là nữ hoàng video, nữ hoàng băng đĩa. Riêng với Kim Tử Long, anh may mắn kết hợp với đàn chị hơn 10 tuổi cùng hàng loạt bài hát nhạc hoa lời Việt, tân cổ cùng 50 vở cải lương. Trong quá trình làm việc, Kim Tử Long đánh giá Tài Linh là người rất kỹ tính, chuyên nghiệp nhưng đời thường lại giản dị, hiền lành và kính tiếng. Năm 2004, Tài Linh sang Mỹ định cư. 3 năm đầu lập nghiệp ở vùng đất mới, cô chọn công việc làm nail để kiếm thêm thu nhập. Khi cuộc sống ổn định, Tài Linh mới đi diễn trở lại ở một số chương trình phù hợp. Trải qua thời gian dài vắng bóng trong một chương trình truyền hình, Kim Tử Long tiết lộ đàn chị giờ đang là bà chủ của một tiệm nail tại Mỹ và có cuộc sống hôn nhân đầy ấm áp. Do bận rộn việc kinh doanh, hiện tại Tài Linh ít khi đi hát như xưa. Đầu năm 2019, cô trở về Việt Nam để làm từ thiện, nhưng không tái xuất trong chương trình biểu diễn nào. Hiện tại, Tài Linh không sử dụng mạng xã hội, nhưng cô vẫn được một nhóm khán giả hâm mộ lập fanpage, hội nhóm để bày tỏ sự yêu thích bằng việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, sản phẩm kỷ niệm. Theo bật mí của Kim Tử Long cách đây không lâu, đàn chị từng gắn bó với anh đang có cuộc sống đầy êm ấm và hạnh phúc bên trời Tây. Hình ảnh hiếm hoi của nghệ sĩ Tài Linh khi về Việt Nam làm từ thiện vào đầu năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.